Câu hỏi thứ ba, câu chuyện sao kê, quan điểm của Vừng về vấn đề sao kê như thế nào? Vừng có can thiệp vào việc lựa chọn luật sư của vấn đề sao kê hay không? Mình xin trả lời một cách rõ ràng và chắc chắn như thế này. Quan điểm của mình ngay từ đầu đó là cần phải minh bạch và rõ ràng câu chuyện sao kê. Đấy là quyền lợi hợp pháp của con gái cố nghệ sĩ. Đấy là chuyện để cố nghệ sĩ ra đi thanh thản. Đấy là chuyện danh dự của những người có liên quan. Chuyện sao kê phải được làm rõ ràng. Nó có hay không? Nó có khuất tất, nó có không minh bạch hay không? Một số bạn gửi gửi gắm cho Vừng, hình như là trên 10 bạn ấy, thông tin mà họ chuyển đóng góp cho việc xây mộ. Vừng vẫn giữ đây và chắc chắn rằng những người bạn đó đó cùng quan điểm, đó là tiền của họ, họ được quyền biết đi đâu về đâu, sử dụng như thế nào. Trên Facebook của Vừng, nếu các bạn search ra từ sao kê, các bạn sẽ nhận được là 28 bài về sao kê, đó là bao nhiêu công sức của Vừng. Ở trên mạng có rất là nhiều các bảng tính, các thông tin, các lý luận, các lý lẽ, đấy là công sức của Vừng. Cho nên quan điểm của Vừng trước sau như một, ủng hộ câu chuyện rõ ràng sao kê. Về câu chuyện chọn lựa luật sư, đương nhiên là Vừng không được tham gia, có muốn cũng không được tham gia, bởi vì đó là bí mật của gia đình, đó là quyết định của gia đình. Và nếu như gia đình có hỏi Vừng thì Vừng cũng không bao giờ trả lời là chọn lựa luật sư như thế nào, bởi vì Vừng không biết gì về thành tích, về uy tín, về mảng mà các luật sư đó mạnh hay yếu, về lĩnh vực hoạt động của các luật sư, không bao giờ đưa ra ý kiến, bởi vì điều đấy là nó ảnh hưởng tới trách nhiệm rất là lớn, thành bại của cái việc lựa chọn luật sư, nên không dạy gì Vừng đưa ra bất kỳ một cái ý kiến nào. Vì vậy trả lời luôn cho các bạn về vấn đề đấy là như vậy.